Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Yahung Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Ted Ngô, Certified Financial Planner, chuyên giải quyết mọi vấn đề khó khăn về quỹ hưu trí cá nhân, hưu trí doanh nghiệp và quản lý đầu tư của quý vị. Điện thoại 714-726-4522. Steven Trần Financial, mua nhà, bán nhà, business loan với tiền commission rẻ nhất. Nếu không rẻ nhất thì không phải là Steven Trần. 714-791-2222. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Máy xăm Staccato, một công nghệ mới, xăm da đầu, chân mày và môi, hiệu quả không ngờ. Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả đến cùng chương trình Việt Face Today đầu tuần. Hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ hai, 30 tháng Giêng 2023, nhằm vào ngày mùng 9 Tết Quý Mão. Thay lời Vạn Dũng xin cầu chúc quý khán giả một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe, thưa quý vị. Xin kính chào thầy. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thấy là chưa có, mình tạm gọi là chưa có hết Tết, mà ban kỹ thuật đã tháo gỡ hết mấy cây mai rồi, khiến cho sáng nay anh Dũng anh hơi buồn. Anh vô là anh định thấy là phải có hình của mèo hay là chua gì trong đó. Tôi hy vọng là nó có hết đến ngày mùng 10, hết mùng thì mới hết Tết. Đằng này chưa hết tháng Giêng nữa, tháng Giêng là tháng ăn chơi. Mà chưa gì đã gỡ bỏ của tôi hết rồi, tôi thấy lạnh lùng quá. Nhưng mà ra ngoài kia thì trời mưa rã rít, trong lòng cũng cảm thấy hơi u sầu ảm đạm chút. Nhưng mà không sao, mưa lại mang đến một niềm vui mới. Đó là nước nó sẽ đầy cho các hồ chứa, phải không ạ? Và chúng ta vẫn có thể tiết kiệm được tiền tưới cây hay tưới cỏ. Cái sprinkler của tôi như là từ, nếu như không lầm, như từ Giáng sinh tới giờ cũng không có mở. Thì tuyệt, phải không? Đúng. Tiết kiệm được nhiều nước. Vâng. Thưa quý vị, bước vô với bản tin trong phần này là tin tức liên quan đến việc bạo loạn xảy ra ở tại quốc gia Peru trong ngày thứ Bảy vừa qua, khi mà nhiều ngàn người đã xuống đường để mà đòi hỏi rằng quốc gia này phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống cho tháng 12 tới đây, khi mà các người xuống đường nói rằng là phải có những cái cuộc bầu cử mới để mà chọn lại tổng thống, sau khi mà cựu tổng thống Pedro Castillo đã bị bãi chức trong những tháng vừa qua. Và quý vị đang thấy đây là hình ảnh của những người xuống đường cũng với là cảnh sát tại thủ đô Lima đã giằng co với nhau trong thứ Bảy vừa qua, khi mà những người biểu tình đòi hỏi rằng là quyền tổng thống Dina Boluarte phải từ chức. Và sáng sớm thì Boluarte đã đưa ra những lời nói ân hận rằng là bà sẽ ủng hộ một cái cuộc tổng tuyển cử sớm hơn trước khi cuối năm, nhưng đề nghị của bà đã không được quốc hội của quốc gia này thông qua. Các nhà lập pháp sẽ phải tranh luận về một đề nghị nữa trong ngày hôm nay, nhằm có được một cái thỏa thuận rằng là chừng nào sẽ tổ chức ra một cái cuộc bầu cử tổng thống mới. Hiện tại đã có nhất là 57 người đã thiệt mạng trong những cuộc đụng độ biểu tình với cảnh sát ở tại Peru, sau khi mà cựu tổng thống Pedro Castillo trong tháng 12 vừa qua đã bị bãi chức, dựa theo những nguồn tin mới nhất liên quan đến cái cuộc bất ổn chính trị tại quốc gia Peru, và nó ảnh hưởng luôn đến kinh tế tại quốc gia này. Giám đốc cơ quan CIA của Hoa Kỳ, ông William Burns, và Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, đã có một cuộc hội kiến cùng với ngày hôm qua. Trong cuộc hội kiến này, thì Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, đã kêu gọi Giám đốc CIA William Burns cần phải gây sức ép làm sao để có thể buộc Israel ngưng các biện pháp đơn phương chống lại người Palestine. Điều quan trọng là phải can thiệp một cách khẩn cấp để gây sức ép buộc chính phủ mới của Israel do Benjamin Netanyahu đứng đầu cần phải chấm dứt các biện pháp đơn phương và tuân theo các thỏa thuận đã ký. Ông Abbas đã được hãng thông tấn chính thức dẫn lời. Điều quan trọng là cần khôi phục một chân trời chính trị dựa trên các nghị quyết quốc tế để đạt được an ninh và ổn định cho mọi người trong khu vực. Tổng thống Abbas đã nói với giám đốc của cơ quan CIA Hoa Kỳ trong cuộc gặp của họ được tổ chức tại trụ sở tổng thống tại thành phố Ramallah nằm ở bờ Tây. Tổng thống Abbas cũng lên tiếng thông báo cho ông Burns về các diễn tiến mới nhất và làn sóng căng thẳng gần đây ở khu vực bờ Tây và đông Jerusalem.
Trước khi gặp Tổng thống Abbas thì ông Burns đã có hội đàm với những người đứng đầu bộ máy an ninh Palestine tại khu vực bờ Tây. Giám đốc CIA đã đến Israel vào ngày thứ Năm trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa Israel và Palestine tại khu vực bờ Tây và Đông Jerusalem. Từ hồi đầu tháng Giêng thì căng thẳng giữa hai quốc gia này đã bùng phát. Theo Bộ Y tế Palestine thì đã có khoảng 32 người Palestine đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương gây ra bởi binh lính Israel kể từ ngày đầu năm mới 1 tháng Giêng. Thưa quý vị, một thanh niên mà đã giật đi khẩu súng trường của một hung thủ tại vụ nổ súng ở tại Monterey Park đã được vinh danh vào ngày Chủ nhật vừa qua vì những hành động can đảm của anh này. Thành phố Alhambra đã trao cho Brandon Tsai một huy chương anh dũng sau khi mà những video an ninh ghi lại cảnh mà chàng thanh niên này đã đối đầu với lại hung thủ hữu cần trần trong một cái dance studio ở tại Alhambra trong đêm giao thừa và đã giật đi cái khẩu súng trường từ tay của hung thủ. Cảnh sát của thành phố Alhambra cho biết rằng là vì cái hành động dũng cảm của Brandon Tsai cho nên rằng là rất nhiều người may mắn còn sống sót. Và thưa quý vị, ông anh Brandon Tsai đã được giới truyền thông của toàn quốc chú ý về những cái hành động dũng cảm của anh. Và Tổng thống Joe Biden cũng đã chính thức mời anh tham dự nghi thức State of the Union hay là khi mà ông đưa ra bài diễn văn tường trình quốc gia tại Hoa Thành Đốn vào tháng tới. Chuyện cũng liên quan đến Do Thái nhưng xảy ra tại Hoa Kỳ. Một người đàn ông đã ném một trái bom tự tạo vào một giáo đường Do Thái ở tại tiểu bang New Jersey trong một nỗ lực nhằm đốt phá vào sáng Chủ nhật. Cảnh sát và đại diện của giáo đường này đã cho biết. Cảnh sát ở hạt Bloomfield đã cho biết trong một thông cáo báo chí là nghi phạm đã châm lửa và ném một chai bom xăng Molotov vào trước cửa của Tamborden Tamit vào khoảng 3 giờ sáng và sau đó đã bỏ chạy trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát cho biết là cái chai đã bị vỡ nhưng may mắn là không gây thiệt hại gì cho tòa nhà này. Tamborden Tamit bao gồm một trường mầm non và một trường tôn giáo. Tự cho rằng mình là một hội thánh cải cách về âm nhạc đa dạng và thân thiện, nơi mà các thành viên có thể kết nối với các di sản của họ, trong khi vẫn tiếp tục để xúc tiến những vấn đề tiến bộ về hiện tại. Tamborden Tamit đã xác nhận trong một cuộc điện đàm với phóng viên của đài CNN là chính giáo đường này là mục tiêu của nghi phạm. Hiện nay thì cảnh sát ở Livingston, New Jersey cho biết là họ sẽ tăng cường tuần tra các ngôi đền hoặc là các thánh đường Do Thái trong khu vực vì hậu quả của vụ tấn công kể trên. Cảnh sát Bloomfield thì nói với phóng viên đài CNN là không có ngôi đền nào khác ở trong khu vực bị ảnh hưởng trong lúc này. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp của New Jersey Matthew Plotkin cho biết trong một tuyên bố là văn phòng của ông tiếp tục điều tra về âm mưu đốt phá với sự cộng tác của các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, các cơ quan quận, tiểu bang và kể cả cấp liên bang. Thưa quý vị, một tài khoản trên trang mạng GoFundMe được thành lập để mà tưởng nhớ đến Tyre Nichols đã quyên góp hơn được 1 triệu Mỹ Kim tính đến trưa ngày Chủ nhật vừa qua. Trang GoFundMe này được thành lập để mà tưởng niệm một thanh niên tại tiểu bang Tennessee, người mà đã bị 5 cảnh sát viên da đen đánh chết trong những tuần lễ trước đây. Cái chương mục này được thành lập bởi thân mẫu của Tyre Nichols nhằm chi trả cho những cái vấn đề mà gọi là dịch vụ tâm lý mà bà và cũng như là chồng bà cần sau khi mà chứng kiến cái cảnh mà con trai của mình bị đánh chết. Và lúc đầu đó thì cái trang này được thành lập chỉ để cho bà mẹ và cũng như là chồng của bà có thời gian để mà đi gặp bác sĩ tâm lý, giống như là nghỉ vài tuần để mà họ có cái thời gian để mà ổn định lại. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng có một thời gian rất là ngắn thì cái trang này đã quyên góp hơn được 1 triệu Mỹ Kim. Bà mẹ này nói rằng bà sẽ dùng một số tiền để mà thành lập một cái công viên trượt skateboard để mà tưởng niệm con trai của bà.
Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu và các nhà lãnh đạo được bầu trên khắp Florida, viết tắt là NAACP, đã tập trung ở tại Orlando để nói với thống đốc của tiểu bang này rằng họ sẽ không lùi bước. Việc này được đưa ra sau khi tiểu bang Florida đã quyết định sẽ ngăn chặn việc giảng dạy một khóa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu về văn hóa của người Mỹ gốc Phi tại một số các trường trung học công lập tại Florida. Trong cuộc họp mỗi 3 tháng của tiểu bang Florida được tổ chức tại Orlando, thì các chi nhánh đại diện của NAACP, tức là Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu từ khắp tiểu bang Florida, đã được các nhà lãnh đạo tham gia để mở một cái tin nhắn mới đối với chính quyền của tiểu bang. Mục đích của chúng tôi là sẽ khởi kiện một số các vấn đề một cách mạnh mẽ hơn dựa trên cơ sở bảo vệ sự bình đẳng cho hoạt động của chúng tôi. Roger Jackson, đại diện cho NAACP đã cho biết, nhóm này đã tổ chức một cuộc họp báo diễn ra vào sáng thứ Bảy nhằm chia sẻ sự không tán thành của họ đối với các quyết định của tiểu bang ngăn chặn việc giảng dạy khóa học này. Khóa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu văn hóa người Mỹ gốc Phi tại các trường trung học công lập. Văn hóa lịch sử của chúng tôi vốn là một phần của lịch sử Hoa Kỳ hiện nay đang dần dần bị xóa bỏ. Đó là lời phát biểu của bà Colin Mitchell, là chủ tịch ban thanh niên và đại học NAACP của hội nghị tiểu bang Florida. Bà cho biết, vào hồi đầu tuần này thì luật sư dân quyền quốc gia Ben Crump đã lên tiếng đe dọa tiểu bang bằng một vụ kiện, và tổ chức NAACP cho biết là họ có thể tự đệ trình một vụ kiện liên quan đến vấn đề này đối với cá nhân cũng với của thống đốc Ron DeSantis và kể cũng đối với chính quyền của Florida. Trở lại với bản tin phần này là tin tức liên quan đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken đang công du đến khu vực Trung Đông trong lúc mà bạo lực hay là bạo loạn vẫn xảy ra giữa lực lượng an ninh Do Thái và người Palestine. Trong lúc, thưa quý vị, chính phủ cực hữu của Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu vẫn muốn tiếp tục phát triển những khu vực settlement tại bờ Tây, chứ ông không muốn có những sự nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ cho người Palestine. Và trong những ngày gần đây thì việc gọi là chết chóc cũng như là xung đột giữa lực lượng Israel và người Palestine đã gia tăng rất nhiều, khiến cho căng thẳng của hai bên cũng gia tăng không kém trong việc mà gọi là những chuyện gì xảy ra. Cái việc mà gọi là bạo loạn đổ máu xảy ra giữa người Palestine và người Do Thái, nó đã giống như là một cái hiện tượng mà gọi là cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Và đây là một vấn đề không những là ông Antony Blinken phải đối đầu, mà nhiều đời Ngoại trưởng Hoa Kỳ trước đây cũng đã từng gặp trong lúc mà ông chuẩn bị cho một cái cuộc gọi là công du đến các quốc gia trong khu vực Trung Đông. Hiện nay thì lực chính phủ của Do Thái dưới sự lãnh đạo của ông Benjamin Netanyahu đã có những cái hành động rất là cứng rắn, bao gồm việc đưa quân đội vào để mà trấn áp lực lượng Palestine, người mà ông Benjamin Netanyahu cáo buộc là đã giết chết 7 binh sĩ của Do Thái vào ngày thứ Sáu vừa qua. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin đã có một kế hoạch sẽ đặt chân đến Nam Hàn vào ngày hôm nay thứ Hai để có một cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc liên quan đến vấn đề làm sao để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn, cũng như là các vấn đề an ninh khác, các quan chức của Nam Hàn đã cho biết. Những hình ảnh ghi nhận là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đặt chân đến Nam Hàn trong ngày hôm nay theo giờ địa phương. Chuyến đi của ông diễn ra trong bối cảnh Nam Hàn và Washington đang cố gắng tăng cường các khả năng răn đe thông qua các cuộc tập trận quân sự kết hợp được tăng cường cũng như là phối hợp an ninh ba bên cùng với chính phủ Tokyo sau một số các hành động khiêu khích bằng hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Theo các quan chức thì cuộc gặp dự kiến vào ngày mai thứ Ba. Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc là ông Lee Jong-suk dự kiến sẽ thảo luận về một số các nỗ lực chung nhằm tăng cường độ tin cậy với khả năng răn đe mở rộng của Hoa Kỳ. Răn đe mở rộng có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ cam kết huy động toàn lực khả năng quân sự của mình, bao gồm cả vấn đề hạt nhân, để có thể bảo vệ đồng minh Nam Hàn.
Giới quan sát cho rằng hai phía có thể thảo luận về một số những cuộc tập trận và các đồng minh dự kiến tổ chức tại Hoa Kỳ vào tháng tới, theo một kịch bản là Bắc Hàn có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Cuộc tập trận theo kế hoạch đã thu hút sự chú ý một cách mạnh mẽ từ các đồng minh, thúc đẩy một cách tiếp cận thực tế và hiệu quả hơn nhằm giải quyết các mối đe dọa từ việc Bắc Hàn theo đuổi vũ khí hạt nhân chiến thuật theo chính sách hạt nhân hiếu chiến. Chúng ta sẽ chờ đợi xem sau cái khi gặp gỡ vào ngày mai đó, thì hai phía chắc chắn sẽ có những cái cuộc họp báo liên quan đến những nội dung vừa nêu. Thưa quý vị, Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy dự trù sẽ gặp nhau mặt đối mặt vào thứ tư tuần này tại Tòa Bạch Ốc để mà bàn về vấn đề trần nợ như thế nào và nguy cơ vỡ nợ của chính phủ Mỹ. Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy dự kiến sẽ gặp nhau trong tuần này để mà đưa ra những thương lượng giữa hai bên về việc rằng là nếu mà phe Cộng hòa ở tại Hạ viện đồng ý để mà tăng trần nợ thì bên Dân chủ phải đồng ý những cắt giảm gì trong ngân sách của quốc gia. Còn bên Tổng thống Biden thì trước khi vào cuộc họp này, ông cương quyết vẫn nói rằng là vấn đề trần nợ hay là vỡ nợ không được dùng như là một con tin để mà ép chính phủ phải cắt giảm những chi tiêu trong nước, để xem coi là cái cuộc họp giữa hai người này sẽ đi đến đâu trong thứ tư của tuần này. Trở lại với chuyến công du Trung Đông của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Antony Blinken, thì ngày hôm nay thì Bộ trưởng Hoa Kỳ cũng đã cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ai Cập thảo luận một số những nỗ lực đang diễn ra nhằm làm giảm sự căng thẳng ở tại khu vực Israel và Palestine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết trong một tuyên bố là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã cùng có một thảo luận về các nỗ lực diễn ra nhằm giảm căng thẳng giữa Do Thái và Palestine trong cuộc gặp của họ tại thủ đô Cairo vào ngày thứ Hai hôm nay. Ngoại trưởng Blinken đã ghi nhận tầm quan trọng của sự hỗ trợ quốc tế thống nhất cho việc tổ chức một số các cuộc bầu cử tại Libya, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thỏa thuận chính trị khung đối với nguyện vọng dân chủ của người dân Sudan. Và bên cạnh đó cũng bày tỏ sự đoàn kết của Hoa Kỳ với Ai Cập khi quốc gia này đang phải đối mặt với một số các tác động kinh tế của cuộc chiến tàn khốc của Nga tại Ukraine. Bản tuyên bố để nói thêm. Trong khi đó, và Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng không còn nghi ngờ gì, đây là một thời điểm rất khó khăn vì chúng ta đã nghe rất rõ ràng sự lên án từ phía Hoa Kỳ đối với các cuộc tấn công khủng bố. Tổng thống, Phó Tổng thống và bản thân thôi, chúng tôi lấy làm tiếc về cái tổng thể mất mát của cuộc sống của những người dân thường vô tội ở tại Ukraine. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục một số các cái chính sách để gia tăng ảnh hưởng của mình tại khu vực Trung Đông trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, một vị cựu đại tá của Không quân Mỹ đã đưa ra những nhận định về các bước tiếp theo mà Tổng thống Vladimir Putin của Nga có thể làm gì trong cuộc chiến của ông với lại Ukraine. Vị cựu đại tá này cho CNN biết rằng là cái nguy cơ mà quân đội Nga tấn công từ hướng đông chỉ là một cái sự chọn lựa thôi. Cái việc mà quân đội Nga đưa quân từ hướng nam đánh ngược lên hướng bắc là một chuyện rất là khả thi. Và ông nói rằng là nếu mà nhìn theo các bản đồ như vậy thì một số các khu vực nó mang tính cách chiến lược, bao gồm luôn cả những khu vực như là Soledar và khu vực Bakhmut, cũng là những nơi mà quân đội Nga nghĩ rằng là họ muốn tái chiếm lại. Ông nói rằng là Bakhmut không phải là một địa điểm chiến lược, nhưng nó là một địa điểm mà có thể nối liền quân đội Nga với một xa lộ mà có thể đi thẳng vào trong trung tâm của Ukraine. Và nói chung là quý vị đang thấy là cái cách mà ông cựu đại tá không quân này trình bày với khán giả của CNN về những bước đi quân sự kế tiếp của quân đội Nga, khi mà nhiều người đang chờ đợi rằng là Nga sẽ làm gì trong những tuần lễ tới đây, sau khi mà có tin rằng là Âu Châu cũng như là Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm xe tăng cho Ukraine. Sang qua Pakistan, thưa quý vị, thì ngày hôm nay theo giờ địa phương, một đền thờ Hồi giáo ở tại khu vực này đã bị nổ tung vì một vụ đánh bom liều chết làm cho trên 30 người thiệt mạng. Đây là những cái tin tức mới nhất mà phóng viên của CNN đã gửi đến.
nói rằng nhà thờ Hồi giáo này nơi diễn ra vụ nổ xảy ra trong buổi cầu nguyện buổi chiều thứ hai và nó nằm trong khu vực có các cảnh sát viên của thành phố Peshawar. Vì vậy mà phần lớn những người tín hữu ở trong khu vực nhà thờ Hồi giáo này, đền thờ Hồi giáo này, thực sự là một số các quan chức thực thi pháp luật. Và gần như người ta có cảm giác là cái vụ này nó diễn ra gần một năm sau cái vụ cũng tương tự xảy ra hồi năm ngoái, mà đã làm cho một đền thờ Hồi giáo khác với một vụ tấn công liều chết khác vào năm ngoái đã có hơn 60 người thiệt mạng. Chúng tôi được thông báo rằng vẫn còn một số những người mắc kẹt trong đống đổ nát của đền thờ Hồi giáo này vì tất cả mái nhà đã đổ sập. Vì vậy, những nỗ lực cấp cứu hiện nay vẫn đang được tiến hành. Tại Pakistan lúc này thì trời đã tối theo giờ địa phương. Có một cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và thủ tướng của Pakistan đã tuyên bố nói rằng đây là một vụ nổ tự sát. Và đồng thời cũng là các quan chức cảnh sát nói rằng đây có thể là một vụ cảnh đánh bom liều chết, tức là hai cái nguồn dư luận đều xác nhận đây là một vụ đánh bom liều chết. Ít nhất là từ hồi mùa hè năm 2021 thì đã có tiếp tục những cái gia tăng các cuộc tấn công của các chiến binh ở tại Pakistan, đặc biệt là ở phía bắc Pakistan, Islamabad, cũng đã diễn ra một số các vụ đánh bom trong thời gian vừa qua. Và ngày theo những cái bản tin mới nhất của CNN thì đã có khoảng 32 người thiệt mạng trong vụ đánh bom này. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Thưa quý vị, xuất hiện trong một cuộc vận động tranh cử đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump, Thượng nghị sĩ tiểu bang South Carolina ngày hôm qua đã lên tiếng tuyên bố là không thể có bất kỳ một chính sách nào của Trump nếu như không có sự hiện diện của Trump. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết hôm thứ Bảy là không có bất kỳ một chính sách nào có thể được áp dụng nếu không có mặt của ông Trump. Ông nói rằng nội bộ đảng Cộng hòa có thể có những ngôi sao tài năng khác, nhưng chỉ có một Donald Trump, ông kết luận như vậy. Thượng nghị sĩ tiểu bang South Carolina cho biết là phía đảng Cộng hòa không thể gặt hái được những lợi ích từ các chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump, trong khi sẽ bầu cho một người khác trong năm 2024. Chắc có lẽ là quý vị cũng đã từng nhiều lần nghe nói rằng chúng ta thích các chính sách của cựu Tổng thống Trump, nhưng chúng ta lại muốn có một người nào đó mới. Ông đã nói như vậy. Tuy nhiên, ông nói tiếp, tôi xin xác nhận là không hề có bất kỳ một chính sách nào của Trump mà không có Donald Trump. Đó là lời tuyên bố của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham một lần nữa. Và chúng tôi muốn đặt ra một câu hỏi như thế này. Đây là nhận định và các phán đoán cá nhân của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, hay đây là một cái xu hướng thể hiện quan điểm của phần lớn các đảng viên Cộng hòa hiện nay đối với cựu Tổng thống Donald Trump? Mời quý vị cùng theo dõi với phần phân tích của Thái Đại Diệp sau đây. Thưa quý vị, nhiều phần đó là cái lời phát biểu của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham là ý kiến cá nhân mà thôi. Thứ nhất là tại vì muốn kiểm chứng được là đây là ý kiến cá nhân hay là cái gì đó mà nó có mang tính cách khoa học hơn đó, thì cũng phải đợi sau kỳ bầu cử sơ bộ Tổng thống của Đảng Cộng hòa thì mình mới có thể định hình được rằng là đây là ý kiến cá nhân hay là đây là một cái sự tiên đoán mang tính cách khoa học. Và cái phần còn lại rằng là chúng ta cũng nên tự hỏi Đảng Cộng hòa hiện nay hay được cử tri Đảng Cộng hòa hiện nay có nhiều cái suy nghĩ, có nhiều cái ý kiến liên quan đến vấn đề thuế khóa, di trú, những vấn đề văn hóa xã hội như là phá thai, sở hữu súng ống, thì quý vị có thể tự hỏi mình nếu mà không có ông Trump đó thì quý vị có thể có những cái suy nghĩ nó khác về những vấn đề đó không, hay là bây giờ có ông Trump hay không ông Trump đó thì quý vị cũng nghĩ rằng là thuế khóa nó quá cao, biên giới ở tại miền Nam của nước Mỹ nó lỏng lẻo và những người bên cánh tả đang hủy hoại đất nước này bằng những chính sách cấp tiến mà để cho tội phạm hoành hành, để cho cái lượng ma túy từ phía Nam vẫn ồ ạt đổ vào trong Mỹ, hay là cái việc mà gọi là người vô gia cư, người homeless sống lây lất ở ngoài đường phố như là San Francisco hay là tại Los Angeles. Thì bây giờ là ý kiến cá nhân của tôi nha. Tôi nghĩ rằng là bây giờ có ông Trump hay là không ông Trump,
thì cử tri Cộng hòa cũng sẽ có những cái tư tưởng như vậy. Ông Trump trong năm 2016 cũng như năm 2020, ông chỉ là biểu đạt hay là bộc lộ những cái tư tưởng đó mà thôi. Tôi xin đưa ra một cái ví dụ khác để cho quý vị thấy rằng là ông Trump là một cái người đi rất sát với cái khuynh hướng chính trị của cử tri Đảng Cộng hòa. Cho nên là có nhiều chuyện có thể là ông biết là nó không có được gọi là thịnh hành đi. Ông vẫn làm, nhưng mà ông không có khoe những cái việc đó. Lấy ví dụ, một trong những cái việc mà quý vị thấy rằng ông Trump ông làm cách âm thầm, tại vì ông biết rằng là một số đông cử tri Cộng hòa không thích cái trò này. Mà cái trò đó là cái trò gì? Cái trò đó là cái chuyện mà gọi là đi chích ngừa. Nếu quý vị còn nhớ, chích ngừa cho COVID-19 hay là những cái vaccine đó là dưới cái thời đó, không bao giờ quý vị thấy là ông Trump đi chích ngừa một cách công khai cả, dù rằng là ông có chích ngừa. Tại vì ông biết rằng là cái chuyện mà chích ngừa hay là khuyến khích người ta đi chích ngừa vaccine COVID-19 đó, là một cái chuyện mà gọi là số đông cử tri Cộng hòa, tôi không phải nói là đa số nha, nhưng mà là một số đông, họ không thích cái vụ này. Cho nên rằng là khi mà ông có chích ngừa đó, khác với là những người như là Joe Biden hay là Kamala Harris hay kể cả Mike Pence, khi mà họ đi chích ngừa COVID-19 lúc mà cái vaccine nó vừa mới được đưa ra đó, là họ chích một cách công khai để mà gọi là trấn an công chúng rằng là những loại chích ngừa này nó an toàn. Nhưng mà ông Trump là cái người ông vẫn chích ngừa, nhưng mà ông làm một cách rất là âm thầm. Thì đó là những cái cử chỉ mà chúng ta thấy rằng là ông Trump ông cũng phải là rất tế nhị. Ông lèo lái cử tri Đảng Cộng hòa một phần, nhưng mà một phần còn lại là ông cũng phải xem rằng là cái xu hướng của những người ủng hộ mình nó như thế nào. Nếu mà xu hướng của những người ủng hộ mình là muốn bảo vệ súng ống, muốn chống phá thai, thì quý vị thấy rằng là những người mà ông bổ nhiệm vào trong tối cao pháp viện đó, nó cũng đi theo cái xu hướng đó. Chứ quý vị nhớ rằng là một Donald Trump ở cái mười mấy năm trước đây đã từng tuyên bố rằng là tôi ủng hộ chuyện để cho phụ nữ tự chọn lựa là mình có thực hiện những ca phá thai hay không. Nhưng mà đó là chuyện mười mấy năm trước, khi mà ông làm ăn ở tại New York và tập trung vào đảng Dân Chủ đang cầm quyền tại tiểu bang đó. Nhưng mà khi mà ông ra tranh cử tổng thống thì đi theo cái xu hướng, cái cách suy nghĩ của cử tri nồng cốt trong Đảng Cộng hòa, thì ông lại có những cái biểu hiện nó hơi khác với cái thời của mười mấy, hai mươi mấy năm trước. Cho nên khi mà Lindsey Graham phát biểu rằng là không có Trump thì làm gì mà không có những chính sách của Trump đó, thì tôi đưa ra một cái câu hỏi rằng là bây giờ nếu mà không có Trump đó, thì cử tri Đảng Cộng hòa cũng muốn mở ra những cái hàng rào biên giới phía Nam để cho người di dân hay là người xin tị nạn ào ạt vô một cách không kiểm soát hay không? Cũng phát biểu trong cái cuộc vận động tranh cử ngày hôm thứ Bảy đó, thưa quý vị, thì thượng nghị sĩ Lindsey Graham tiếp tục nói là ca tụng là cựu tổng thống là một người mạnh mẽ và đáng tin cậy. Ông đồng thời ông nói rằng ông Donald Trump đã khiến cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Ông nói nguyên văn như thế này: hiện tại thì chúng ta đang sống trong một thế giới nguy hiểm, nhưng tin tốt cho Đảng Cộng Hòa, có rất nhiều người tài trong nhiều năm tới, nhưng chỉ có một Donald Trump. Tôi nói điều này một cách chân thành. Chúng ta có thể nói về các chính sách của ông ấy, nhưng chúng ta không thể làm những gì mà ông ấy đã làm. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã nói như vậy. Cái sự thể hiện gần đây theo như tờ báo USA Today nó phân tích như thế này, nói rằng cái sự ủng hộ của ông Graham và sự ủng hộ hết mình dành cho cựu tổng thống Trump nó hoàn toàn trái ngược với cái sự do dự của ông Lindsey Graham vào hồi tháng 11 vừa qua, khi mà lúc đó cựu tổng thống Trump đã tuyên bố là sẽ ra tranh cử tổng thống. Tức là cái thái độ nó có vẻ quả quyết hơn so với cái thời điểm lúc đó, khi mà ông Lindsey Graham còn không có ủng hộ một cách mạnh mẽ lắm vì các cái tình hình diễn biến vào lúc đó. Tuy nhiên thì ông vẫn là một cái người mà đồng minh lâu năm nhất của cựu tổng thống Donald Trump. Chúng ta cũng nhớ đây là lần tranh cử lần thứ 3 của cựu tổng thống Donald Trump. Ông giành chiến thắng trong cuộc đua với bà Hillary Clinton năm 2016, thua ông Joe Biden năm 2020. Và trong năm 2024 thì ông có thể sẽ phải đối đầu với đối với thống đốc trong nội bộ Đảng Cộng hòa đó, ông Ron DeSantis, ông thống đốc Florida, trong năm 2024. Mặc dù cho đến giờ phút này thì ông Ron DeSantis chưa biết liệu có tranh cử hay không, chưa tuyên bố.
Tờ báo này cũng đã liên lạc ngay với đại diện của cựu tổng thống và của thượng nghị sĩ Lindsey Graham, tuy nhiên chưa nhận được sự phản hồi liên quan đến các lời nói kể trên của thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Cảm ơn phần phân tích của Thanh Diệp, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Vietfix Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Ted Ngô, Certified Financial Planner, chuyên giải quyết mọi vấn đề khó khăn về quỹ hưu trí cá nhân, hưu trí doanh nghiệp và quản lý đầu tư của quý vị. Điện thoại 714-726-4522. Steven Trần Financial, mua nhà, bán nhà, business loan với tiền commission rẻ nhất. Nếu không rẻ nhất thì không phải là Steven Trần. 714-791-2222. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Máy xăm Staccato, một công nghệ mới, xăm da đầu, chân mày và môi, hiệu quả không ngờ. Chào đón năm mới, Gia Hân khuyến mại lớn chưa từng có cho khán giả Vietfix TV. Dàn karaoke JBL chính hãng giá 4.999 giảm còn 3.599, bao gồm loa Coolum Array JBL PRX One Portable 2000W, vang số JBL VXA Professional chống hú, model mới nhất cao cấp năm 2023, microphone JBL VM300 âm thanh ngọt ngào như ca sĩ chuyên nghiệp. Gia Hân Karaoke, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ, hơn 15 năm kinh nghiệm, luôn cập nhật công nghệ mới nhất để nâng tầm giọng hát của quý khách. Tiên phong số 1 tại Mỹ về thiết bị vang số. Xin gọi ngay 407-704-6970 để hưởng ưu đãi sớm nhất. Xin kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Để có cuộc sống sung mãn cho ngày về hưu, quý vị đã làm việc khó nhọc trong thời gian dài 20-30 năm để tạo được số vốn đáng kể như ngày hôm nay trong các quỹ 401k, 403b và pension. Là người tuận tụy làm việc như quý vị, Ted Ngô là một Certified Financial Planner, cố vấn tài chính thực thụ, có kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc chặt chẽ với khách hàng. Ted Ngô sẽ lắng nghe, xác định mục tiêu và cùng thảo luận với quý vị, thiết lập nên kế hoạch tài chính hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và giúp quý vị an tâm thụ hưởng cuộc sống nhàn hạ trong ngày về hưu. Kế hoạch tài chính là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự từng trải và kinh nghiệm của người cố vấn. Ted Ngô sẽ đồng hành và luôn có mặt khi quý vị cần đến. Ted Ngô, 714-377-8700, 714-377-8700. Ngày hôm nay, Steven Trần phải đến cơ sở thương mại của người Việt Nam để giới thiệu về chương trình vay mượn từ 10.000 đến 500.000 đồng trong vòng một tuần lễ là quý vị có tiền. Tiền lời chỉ 1.26%. Nếu quý vị là những chủ nhân cơ sở thương mại ở khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ, hãy gọi ngay cho Steven Trần 714-791-2222. Chắc chắn quý vị sẽ thật sự hài lòng. Steven Trần xin trân trọng kính mời. Hân hạnh giới thiệu kỹ nghệ xâm tóc thẩm mỹ giống như tóc thật, dành cho những ai bị rụng tóc, tóc thừa. Máy xâm Staccato được sản xuất tại Hàn Quốc, đang phổ biến trên thế giới và cộng đồng Việt Nam hiện nay. Nghệ thuật xâm cái tóc trên da đầu được so sánh không khác gì với tóc thật, đẹp và bóng như tóc mới mọc và đang mọc. Sản phẩm Scalp Micropigmentation, có nghĩa là vi sắc tố trên da đầu, đọc tắt là SMP. Staccato nhỏ gọn, an toàn, vệ sinh và dễ dàng sử dụng. Đây là cơ hội cho quý vị trong ngành nail, tóc để phát triển thương vụ thăng tiến với thu nhập không ngờ. Hãy liên lạc với Cẩm Linh Staccato ở số 323-642-8488 hoặc 714-376-0741. Quý vị sẽ trở thành tay nghề xâm tóc nghệ thuật một cách dễ dàng. Pechanga Resort Casino kính chúc quý vị và gia đình một năm quý mão, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới! Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietfix TV.